Xin chào quý vị, các thầy và các bạn. Chủ đề hôm nay: vì sao đang khỏe mạnh lại vỡ mạch máu não? Tôi xin chia sẻ một trường hợp đau lòng. Diễn viên Nguyễn Hoàng, sinh năm 1967, quê ở thành phố Tân An, Long An, mới cưới vợ cách đây gần 4 năm và con trai mới 3 tuổi. Từ một người khỏe mạnh, đẹp trai, phong độ, Nguyễn Hoàng gây ấn tượng với khán giả trong hàng loạt vai diễn như Đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường trong phim Bông Hồng Trà, Tâm trong phim Vũ Điệu Tử Thần, Cử Hùng trong phim Nợ Đời, Kỹ sư cơ khí Nam Nhơn trong phim Nàng Hương. Giờ đây diễn viên Nguyễn Hoàng đang nguy kịch do bị vỡ mạch máu não bất ngờ. Vậy thực chất hiện tượng này xảy ra như thế nào? Tháng 11 năm 2015, diễn viên Nguyễn Hoàng vào cấp cứu tại bệnh viện 115 vì cơn tai biến mạch máu não nặng. Bác sĩ chẩn đoán anh bị phù não do vỡ mạch máu não. Đây là lần thứ 3 Nguyễn Hoàng bị bệnh này. Lần thứ 2 anh bị tai biến trước đó 1 năm và cũng phải mất 12 tháng mới hồi phục. Sau 2 năm tai biến, diễn viên Nguyễn Hoàng sống cảnh nằm một chỗ tại bệnh viện. Vào tháng 9 năm 2016, vì kinh tế eo hẹp, gia đình đã đưa nam diễn viên về quê tiện bề chăm sóc. Ngoài việc tập vật lý trị liệu, nam diễn viên 49 tuổi này còn uống thuốc Tây vì thường bị động kinh. Được biết hơn một tuần sau khi cậu con trai 3 tuổi mắc bệnh thủy đậu, thì Nguyễn Hoàng bắt đầu lên cơn sốt và lây bệnh thủy đậu. Vốn cơ thể anh đã yếu vì phải nằm liệt một chỗ do di chứng xuất huyết não, sức khỏe anh lại càng trở nên nghiêm trọng bởi sự hành hạ của bệnh thủy đậu. Nguyễn Hoàng đột nhiên sốt cao, phải cấp cứu ở thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5. 7 giờ sáng ngày 14 tháng 6 năm 2017, sau gần 2 tuần nhập viện, diễn viên Nguyễn Hoàng được bác sĩ bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh tiến hành ca phẫu thuật ghép não. Đúng 9 giờ anh được đưa vào phòng mổ. Ca phẫu thuật não kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Tới ngày 24 tháng 6 năm 2017, anh vẫn tỉnh táo, nhận ra mọi người dù không thể nói được. Anh chỉ cố gắng nắm chặt tay bạn bè. Nguyễn Hoàng thường xuyên phải ăn qua đường ống sông. Tuy diễn viên Nguyễn Hoàng đã được mổ não nhưng vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Bạn bè và người thân của anh đều lo lắng và thắc mắc tại sao một người đang khỏe mạnh, không có triệu chứng bất thường, lại đột nhiên bị vỡ mạch máu não tới 3 lần, dẫn tới hôn mê sâu, bất tỉnh. Thứ Bảy 26 tháng 8 năm 2017, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn đã hé lộ tình hình sức khỏe mới nhất của diễn viên Nguyễn Hoàng. Giờ đây, Nguyễn Hoàng đã không nhận ra được người đến thăm mình là ai. Về trường hợp phù não do vỡ mạch máu não của diễn viên Nguyễn Hoàng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thông, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ não Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giải thích: do chảy máu bên trong sọ não gây thiếu máu cục bộ, dẫn đến biến đổi sâu sắc lớp nội mô của các mao mạch, ứ động glycogen trong tế bào sao, là tế bào trung gian làm nhiệm vụ chuyển hóa giữa mao mạch và neuron thần kinh, làm cho các tế bào sao phồng lên, đồng thời mất kali, tăng natri và canxi trong tế bào, dẫn đến phù não. Phù não xuất hiện chỉ 3 giờ sau khi vỡ mạch máu.
Chính vì vậy, bệnh nhân bị liệt, rối loạn ngôn ngữ, mất cảm giác, mất trí nhớ, hôn mê và có khả năng tử vong. Vỡ mạch máu não là gì? Vỡ mạch máu não là một tình trạng rất nguy hiểm của bệnh lý thần kinh sọ não. Trong bệnh lý này, vì một trong hai lý do, hoặc tăng huyết áp, hoặc chấn thương sọ não, mạch máu trong não sẽ bị vỡ. Máu không đến nuôi não được, mà chảy tràn ra, chèn ép vào não, làm não bị hư hại. Nếu lượng máu chảy nhanh, gây tăng áp lực đột ngột, có thể dẫn đến mất ý thức hoặc tử vong. Vỡ mạch máu não là điều có thể xảy ra với bất kỳ ai, xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhất là ở tuổi trung niên và cao tuổi. Càng lớn tuổi càng dễ bị. Tuy nhiên, ngày nay đột quỵ do vỡ mạch máu não có xu hướng xảy ra cả ở những người trẻ tuổi. Theo thống kê, nam giới dễ bị đột quỵ do vỡ mạch máu não hơn phụ nữ. Đây hiện là vấn đề lo ngại của y học. Tại Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hàng năm có khoảng 800 bệnh nhân nằm điều trị do căn bệnh này. Hậu quả dẫn đến tử vong, đứng hàng thứ hai sau ung thư, cao hơn cả tỷ lệ tử vong do nhồi máu cơ tim. Đây cũng là nguyên nhân đứng hàng đầu gây tàn phế ở người trưởng thành. Nguyên nhân gây vỡ mạch máu não, không kể nguyên nhân do chấn thương, chủ yếu là do tăng huyết áp là nguyên nhân chính, chủ yếu gặp trong 50-60% số bệnh nhân vỡ mạch máu não, xảy ra khi tăng huyết áp lâu ngày không chữa trị tốt. Huyết áp tăng cao lâu ngày làm mạch máu thường xuyên bị căng, dẫn tới rạn nứt, tổn thương thành mạch máu, tạo ra các chỗ phình nhỏ, đến một lúc nào đó sẽ vỡ ra. Vỡ túi phồng động mạch và túi phồng tĩnh mạch, nhồi máu, viêm động mạch hoặc tĩnh mạch, chảy máu não tiên phát, không rõ nguyên nhân gì. Các nguyên nhân khác: dị dạng mạch máu não, thoái hóa mạch máu não, u não, bệnh máu khó đông, đái tháo đường, xơ vữa động mạch, tăng mỡ, cholesterol trong máu, bệnh tim, hút thuốc lá, nghiện và lạm dụng quá nhiều bia rượu. Ngoài ra, nếu chúng ta ít vận động hoặc người bị béo phì thì nguy cơ vỡ mạch máu não xảy ra thường rất cao. Dấu hiệu nhận biết vỡ mạch máu não cần được phát hiện kịp thời và có ý nghĩa sống còn đối với bệnh nhân là: có cơn đau đầu dữ dội. Trên 50% bệnh nhân bị xuất huyết não đều có dấu hiệu này đầu tiên. Đột ngột tê dại, yếu hoặc liệt ở mặt, tay hoặc chân, một bên cơ thể, méo xích một bên mồm và một bên mắt, chân tay run, co giật, không đứng vững, không cầm nổi đồ vật, cứng hoặc đau ở vùng cổ, đột nhiên mờ, giảm hoặc mất thị lực một mắt hoặc cả hai, không thể nhìn vào ánh sáng rực rỡ, chóng mặt, ù tai, choáng váng, có khi là ngất xỉu. Thỉnh thoảng đang nói chuyện bỗng dưng mất kiểm soát, không nói được, uống nước bị sặc, khó nuốt. Sự biến động thường xuyên trong nhịp tim và nhịp hít thở. Trí nhớ giảm sút nhanh chóng hay quên, hoặc quên hoàn toàn mọi thứ một cách nhanh chóng. Xử lý ra sao khi bị tai biến mạch máu não? Tai biến mạch máu não là một cấp cứu y tế khẩn cấp để ngăn chặn hoặc phục hồi các mô não bị tổn thương cấp và ngăn chặn các tổn thương thần kinh sau đột quỵ.
tức tránh tàn phế mà không tăng tỷ lệ tử vong. Cần nhanh chóng đưa bệnh nhân tới bệnh viện để xử lý kịp thời, để giảm tới mức tối thiểu khối lượng mô não bị tổn thương. Cần nhớ thời gian mất là não mất. Thời gian là não. Time is brain. Bởi một phút trôi qua sẽ có 2 triệu tế bào não của bệnh nhân đột quỵ do vỡ mạch máu não bị chết. Thời gian vàng là 3 giờ sau khi xảy ra cơn đột quỵ. Trong trường hợp người bệnh có các dấu hiệu như trên nhưng vẫn tỉnh, người nhà phải đặt họ trong tư thế nằm nghiêng, đầu hơi nâng nhẹ, không cho ăn uống, lấy hết đờm rãi trong miệng để tránh gây khó thở. Trong trường hợp bệnh nhân bị liệt, khi vận chuyển cần trợ giúp và đặt nghiêng người về bên lành. Nếu người bệnh lơ mơ, cần kiểm tra mạch, nhịp thở, đặt bệnh nhân tư thế nằm nghiêng về bên không liệt, đầu nâng nhẹ. Nếu người bệnh hôn mê, người nhà cũng cần tiến hành tất cả các bước trên. Khi không thấy mạch đập hoặc ngừng thở, cần tiến hành hô hấp, mồm thổi mồm và ép tim ngoài lồng ngực. Sau đó nhanh chóng đưa người bệnh tới cơ sở y tế. Chúng ta cần lưu ý. 1. Nhiều người thường hay nhầm lẫn đột quỵ do vỡ mạch máu não với trúng gió, vì chúng có triệu chứng giống nhau như nhức đầu, xây sẩm. Trúng gió là hiện tượng người bất ngờ cảm lạnh, mệt mỏi, chóng mặt khi thay đổi thời tiết. Còn quá trình đột quỵ do vỡ mạch máu não thì biến diễn rất nhanh. 2. Bệnh nhân đột quỵ não có thể bị một trong hai dạng: chảy máu não do vỡ mạch máu não hoặc nhồi máu não do nghẽn tắc mạch. Hai bệnh này đối nghịch nhau hoàn toàn về nguyên nhân, cơ chế và cách điều trị. Các bác sĩ chuyên khoa cũng không thể chỉ dựa vào biểu hiện bên ngoài để xác định chẩn đoán. Vì vậy, 1. Không được mạo hiểm tự điều trị cho bệnh nhân dù chỉ là các động tác như bấm huyệt nhân trung, châm cứu, đánh gió. Những tác động đó có thể làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh của bệnh nhân mà chúng ta vô tình không biết. 2. Không được dùng aspirin. Mặc dù aspirin có thể làm giảm cục máu đông trong trường hợp nghẽn tắc động mạch, nhưng cũng có thể gây ra chảy máu trong nếu là vỡ mạch máu não. Nếu người bệnh đã uống aspirin trong ngày, cần phải báo ngay với bác sĩ cấp cứu. 3. Giữ đầu mát và thân ấm. Nếu có đá lạnh, có thể chấm nhẹ qua đầu người bệnh để giữ mát. Bọc đá trong khăn để không quá lạnh. Giữ mát đầu để giảm phản ứng phù nề khi tai biến do vỡ mạch máu não và có thể giúp người bệnh đỡ cảm thấy đau đầu. Giữ thân ấm bằng áo khoác hoặc chăn sẽ giảm được nguy cơ co giật, sốc. Phòng ngừa. Vỡ mạch máu não hoàn toàn có thể dự đoán trước, với các biện pháp can thiệp kịp thời sẽ tránh bị xảy ra đột quỵ. Người trên 50 tuổi và có yếu tố nguy cơ vỡ mạch máu não cần kiểm tra định kỳ chuyên khoa để biết trước nguy cơ gần xảy ra như sau: siêu âm động mạch chủ, động mạch cảnh, siêu âm xuyên sọ để tìm mảng vữa sơ động mạch, phình động mạch, hẹp động mạch. Chụp cộng hưởng từ mạch máu não, MRA. Chụp CT scan đa lớp, cắt dựng mạch máu não hoặc chụp mạch số hóa xóa nền, DSA, để xác định xem có hẹp mạch máu, phình mạch, dị dạng mạch máu não hay không. Phòng ngừa cấp 1: kiểm soát các yếu tố nguy cơ, điều trị huyết áp, kiểm soát đường huyết, lipid máu, bỏ thuốc lá, tiến hành mổ bóc nội mạc động mạch cảnh, nút, coil, phình mạch,
nút ổ dị dạng động tĩnh mạch AVM để tránh nguy cơ nhồi máu não hoặc chảy máu não. Phòng ngừa cấp 2, tiếp tục kiểm soát các yếu tố nguy cơ, tiến hành can thiệp mạch thần kinh khi có phình động mạch não. Cách phòng ngừa tốt nhất là thường xuyên tập thể dục, bỏ thuốc lá và rượu, bia, ăn nhiều rau quả, thịt gà và cá, bớt ăn thịt đỏ, heo hoặc bò, có nhiều mỡ động vật. Béo phì là một trong những lý do đưa đến huyết áp máu cao. Vi mạch máu thường bị nghẽn bất ngờ, gây đến tai biến mạch máu não. Điều trị ngay lập tức có thể là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Điều trị khẩn cấp tập trung vào việc kiểm soát chảy máu cũng như giảm áp lực trong não. 1. Xác định nguyên nhân chảy máu. Chụp cắt lớp CT siêu âm thường là xét nghiệm nhanh nhất và là một trong những xét nghiệm hữu ích nhất. Các xét nghiệm khác bao gồm chụp cộng hưởng từ MRI, xét nghiệm máu, chụp X quang động mạch MRI, nơi phẩm nhuộm được tiêm vào não, chụp điện não đồ EEG hoặc chọc dò tủy sống, cột sống để xác nhận chẩn đoán đột quỵ do xuất huyết. Kiểm soát huyết áp, ngừng tất cả các thuốc có thể gây chảy máu thêm, ví dụ như aspirin hoặc warfarin. Đo và kiểm soát áp lực nội sọ. 2. Khi chảy máu đã ngừng, phẫu thuật để giúp ngăn ngừa xuất huyết xảy ra lần nữa hoặc giảm áp lực bên trong hộp sọ. Tùy thuộc mức độ nặng của mạch máu não và tình trạng bệnh nhân, phẫu thuật sẽ được thực hiện trong vòng 48 đến 72 giờ đầu sau chảy máu hoặc có thể trì hoãn sau 1 đến 2 tuần để cho tình trạng bệnh nhân ổn định. Điều trị túi phình mạch não. Túi phình bản chất cũng là một phần mạch máu mà có một khu vực bị yếu và phình ra. Nếu chỗ phình bị vỡ thì sẽ gây ra vỡ mạch máu não. Dùng một kẹp ở cổ túi phình mạch não để ngăn ngừa chảy máu ở bệnh nhân có túi phình chưa vỡ hoặc ngăn ngừa chảy máu tái phát ở những bệnh nhân có túi phình đã vỡ. Điều trị dị dạng động mạch tĩnh mạch não. Mở sọ, giảm áp và lấy bỏ máu tụ, khôi phục khoảng trống cho tế bào thần kinh. 3. Uống thuốc Boni Oxy 1 của Canada là một trong những sản phẩm dành cho người tai biến được nhiều bệnh nhân và bác sĩ tin dùng nhất hiện nay. Thành phần của Boni Oxy 1: resveratrol được chiết xuất từ hạt nho đỏ và rượu vang đỏ, là chất chống oxy hóa rất mạnh, mạnh hơn vitamin E 60 lần và mạnh hơn vitamin C 20 lần. Có tác dụng hạ đường huyết, hạ mỡ máu, giảm LDL, cải thiện tuần hoàn máu bằng cách làm bền thành mạch, ức chế sự ngưng kết tiểu cầu, giảm hình thành huyết khối, giúp phòng tránh tiểu đường, nhồi máu cơ tim, tai biến. Natokinase được chiết xuất từ mầm đậu tương lên men, có tác dụng làm tan cục máu đông, tăng tuần hoàn máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Công dụng: giúp phục hồi trí nhớ và phục hồi vận động sau tai biến, ngăn ngừa bệnh Alzheimer và các bệnh thoái hóa thần kinh khác. Cách dùng: uống ngày 2 đến 4 viên chia 2 lần. Theo nghiên cứu của tiến sĩ David Sinclair tại Đại học Harvard tháng 11 năm 2006, thì trong nho đỏ hoặc rượu vang đỏ có các polyphenol
mà chủ yếu là chất oligometric proanthocyanidin và resveratrol. Nghiên cứu của tiến sĩ David Sinclair cũng giải thích câu chuyện nghịch lý của người Pháp là mặc dù ăn nhiều thịt và chất béo hơn người Mỹ, nhưng lại ít bị các bệnh tim mạch, tiểu đường, huyết áp hơn. Bằng việc bổ sung thêm resveratrol hàng ngày, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi ăn nhiều chất béo. Bạn không cần phải uống quá nhiều rượu vang, vì chỉ với 2 viên Boni Oxy 1 mỗi ngày, cơ thể bạn đã có lượng resveratrol tương đương với uống 50 lít rượu vang. Yếu tố tuổi tác. Theo Hiệp hội Đột quỵ Quốc gia Mỹ, sau 55 tuổi, nguy cơ đột quỵ do vỡ mạch máu não tăng gấp đôi trong mỗi thập kỷ của người còn sống. Mặc dù thường xảy đến với người cao tuổi, nhưng chúng cũng có thể ảnh hưởng đến trẻ em và thanh thiếu niên. Đột quỵ do xuất huyết não ở trẻ em có cùng nguyên nhân như ở người lớn. Hiệp hội Đột quỵ Quốc gia Mỹ nói rằng, mặc dù trẻ em có thể bị ảnh hưởng ở mọi lứa tuổi, nhưng nguy cơ đột quỵ cao nhất lại ở trong hai giai đoạn. Một là năm đầu tiên của cuộc đời, hai là giai đoạn trước và ngay sau khi sinh ra đời. Sẽ khó chẩn đoán và điều trị trẻ sơ sinh và trẻ em, vì hầu hết mọi người thường không nghĩ là chúng bị đột quỵ do xuất huyết não. Theo Tổ chức Thần kinh Trẻ Em, loại đột quỵ do xuất huyết phổ biến nhất là xuất huyết nội sọ. Hầu hết các cơn đột quỵ ở trẻ em sẽ gây ra sự khởi phát đột ngột của bệnh thần kinh, chẳng hạn như yếu một bên cơ thể, rối loạn cân bằng và nói khó khăn. Các phương pháp điều trị cho trẻ em rất giống với các phương pháp cho người lớn. Tác động lâu dài của đột quỵ do xuất huyết não ở trẻ phụ thuộc vào vị trí trong não và mức độ nghiêm trọng của bệnh đột quỵ. Một số trẻ em bị tác động lâu dài, chẳng hạn như động kinh, thì cần điều trị lâu dài hơn. Một số tác động khác, chẳng hạn như khó khăn về học tập và ngôn ngữ, vật lý trị liệu và ngôn ngữ trị liệu là phương pháp điều trị tiêu chuẩn. Trẻ em đột quỵ có xu hướng phục hồi nhanh hơn so với người lớn vì não của chúng vẫn đang phát triển. Do đó, chúng có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường sớm hơn. Điều trị theo khí công y đạo. Trong khi chờ xe cấp cứu, đo huyết áp, kiểm tra động mạch cảnh, lá ớt chỉ thiên, lấy lá già 100g, muối 2g, nước 500ml, giã hoặc xay bằng cối xay sinh tố, uống nước còn bã đắp vào răng, chích 10 đầu ngón tay. Chữa biến chứng sau tai biến mạch máu não. Phương thuốc nam: cầu đằng, nhầu, mắc cỡ gai hoặc còn gọi là xấu hổ, oro, xuyên khung, đinh lăng. Địa long phơi khô, đậu đen, lá rau ngót phơi khô, sao vàng, sắc lấy nửa chén, chia hai lần uống. Nếu bị tai biến chưa quá 10 ngày, chỉ cần 3 thang là khỏi. Bổ dương hoàn ngũ thang gồm địa long 5g, đương quy 5g, xích thược 5g, xuyên khung 5g, hoàng kỳ 100-120g, hồng hoa 5g, đào nhân 5g. Tác dụng: hành khí, hoạt huyết, lợi tiểu, hạ huyết áp, bền thành mạch. Kỳ tử, mạch môn đông đều 30g, uống thay nước lọc. Trị trúng phong có biểu hiện đau đầu,
hoa mắt, tăng huyết áp, mặt nóng đỏ, nhìn mờ. Những người hư hàn đại tiện lỏng không sử dụng bài thuốc này. Bó cho những phần cơ thể bị liệt. Dây kết quả lá nhỏ, lượng dùng vừa đủ bó cho những phần cơ thể bị liệt của người bệnh. Hạt mã tiền tươi, tối thiểu 4 hạt, tối đa 8 hạt, phụ thuộc vào lượng dây kết quả ít hay nhiều. Không dùng hạt mã tiền đã qua bào chế. Mã tiền là loại hạt rất độc, khi dùng phải lưu ý. Giấm, dùng giấm nuôi, không dùng giấm hóa chất. Lượng dùng đủ làm ẩm lá thuốc. Cách chế biến và sử dụng bài thuốc. Dây kết quả băm nhỏ. Hạt mã tiền tươi thái mỏng băm nhỏ, rắc vào dây kết quả đã băm trộn đều. Tưới giấm cho thấm ướt dây kết quả đã băm. Cho thuốc vào chảo gang xào nóng. Dùng vải hoặc khăn quấn bó thuốc nóng bao quanh phần cơ thể bị liệt. Chú ý đừng để quá nóng làm bệnh nhân bị bỏng. Khi thuốc nguội, lấy ra xào lại cho nóng rồi bó tiếp. Làm 3 lần trong một tối. Liên tục trong 3 hoặc 5 ngày là một liệu trình. Nghỉ một ngày sau đó làm tiếp liệu trình thứ 2 cho đến khi khỏi hoàn toàn. Thường 9 ngày là khỏi hẳn, không còn di chứng nào. Chú ý, nếu không có điều kiện kiếm dây kết quả tươi mỗi ngày, thì sau khi bó xong có thể để thuốc lại chậu sành hoặc thau nhựa, vẩy giấm cho ẩm ướt, đậy lại hôm sau dùng tiếp. Nhưng chỉ nên dùng lại ngày thứ 2, vì thuốc xào rồi không còn chất lượng như lúc tươi. Về ăn uống, hoàng kỳ 10g, táo tàu 10 quả, đương quy 10g, kỳ tử 10g, thịt lợn nạc 100g thái lát, tất cả cho vào ninh nhừ, cho ít gia vị, ăn thịt uống nước. Bài thuốc này có tác dụng bổ hư, trợ dương, tăng cường khí huyết, sinh huyết, thích hợp với người bị di chứng sau tai biến mạch máu não như teo chân tay, tê liệt, bán thân bất toại. Chú ý những người mắc chứng ngoại cảm, nóng, gan dương đều thịnh thì không được dùng bài thuốc này. Vừng đen hòa với đường. Mỗi lần dùng 2 thìa vừng đen đã rang chín, hòa một ít đường trắng, quấy đều uống với nước sôi, có tác dụng sinh huyết, giãn cơ bắp, chữa bán thân bất toại. Luyện tập. Để phục hồi cơ thể, cách duy nhất là kiên trì trị liệu, xoa bóp, bấm huyệt và tập vận động phần cơ thể bị bại liệt. Sự cố gắng vận động sẽ tác động ngược trở lại những vùng não bị tổn thương và kích thích chúng phục hồi trở lại. Thở chậm và sâu giúp bệnh nhân bình tĩnh và đưa máu lên não nhiều hơn. Nằm tập thở đan điền thần. Giữ tinh thần khỏe mạnh, tránh hưng phấn quá độ, kích động mạnh, lo nghĩ buồn phiền nhiều. Giữ trạng thái tinh thần lạc quan, thanh thản, độ lượng, vị tha và yêu đời. Chế độ sinh hoạt lành mạnh, ngủ đủ giấc, đúng giờ, tránh thức khuya, căng thẳng, ăn nhiều rau, hoa quả, các loại đậu, gạo lứt, cá thu, cá hồi, khống chế thể trọng, chống béo phì, cai thuốc lá, tránh uống nhiều bia rượu. Thường xuyên luyện tập khí công y đạo sẽ giúp lưu thông máu và oxy lên não, đồng thời giúp tăng cường sức đề kháng để chống chọi với các căn bệnh như béo phì, tim mạch, huyết áp, đột quỵ, tai biến. Tôi sẽ chia sẻ cụ thể các bài tập khí công y đạo trong những video sau.
Thần dược An Cung Trúc Hoàn. Như tôi đã chia sẻ trong video trước đây, kính đề nghị quý vị xem lại video này. Ngoài ra, tôi xin chia sẻ thêm, Lương y Nguyễn Quý Thanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Y học Cổ truyền Việt Thanh, đã nổi tiếng với bài thuốc An Cung Trúc Hoàn thần kỳ này. Đã có cả ngàn người được cứu mạng khỏi bàn tay tử thần, hồi phục sức khỏe sau đột quỵ do xuất huyết não, nhờ lọ thuốc được bà khôi phục từ thời Thái y Triều Lê, tổ tiên của bà. Thuốc An Cung Trúc Hoàn được bào chế dưới dạng cao lỏng. Khi đưa vào miệng, hoạt chất sẽ thấm nhanh qua vòm họng, qua lưỡi, nên tác dụng vào não rất nhanh. Vì vậy, với những bệnh nhân này, nên để họ ngậm thuốc trước khi nuốt càng lâu càng tốt. Thuốc không chỉ đào thải các chỗ tụ máu, mà nó còn làm lành nhanh các vết vỡ động mạch, giúp thông máu. Những bệnh nhân đã trải qua tai biến, đang dần phục hồi, cần thiết sử dụng để tránh bị tai biến lại. Sau khi đưa video lên mạng về tác dụng của An Cung Trúc Hoàn, chúng tôi liên tiếp nhận được nhiều cuộc gọi và mail xin liên lạc với Lương y Nguyễn Quý Thanh. Tôi xin cung cấp số điện thoại của Lương y Nguyễn Quý Thanh: 0971 818929. Kính chúc quý vị, các thầy và các bạn luôn khỏe mạnh. Xin kính chào quý vị, các thầy và các bạn. Xin hẹn đến video sau. Thank you so much. See you next time. Please click subscribe and like to support our channel.